Hơn 20 năm qua, tôi làm công quả qua đường dây internet, tôi độ, tôi gieo duyên, tôi cho. Tôi thật sự đem cái tâm lòng lương thiện. Tôi không có nhu cầu mở phòng tại Bao Thoát hay mở kênh tại YouTube này. Sự xuất hiện của tôi đi tới đâu thì ở đó nó đông. Tôi giúp cái đám Việt kiều ở hải ngoại, rồi ở trong Việt Nam sẵn tôi giúp luôn. Rồi ăn ké, ăn bám, rồi sống nhờ vào tôi. Đồ vô ơn bạc bẽo, trang mạng YouTube này á, làm ăn phát tài vô ơn, ăn cháo đá bát cắn chủ, tiểu nhân hỗn hào vô lễ với tôi. Nhiều lần lặp đi lặp lại trong mười mấy năm qua, ăn của tôi trên 20 mấy năm tuổi xuân, bắt đầu từ trang mạng Bao Thoát, những fan của tôi, những chat tờ từ Bao Thoát thấy tôi là một hiện tượng mạng, một người nổi tiếng ăn theo thị trường, kiếm ăn từ cái Bao Thoát rồi lòng tham không đáy, sử dụng đời tư của tôi đem qua bên cái YouTube này để câu view. YouTube này nhờ có cái thời, nhờ sự may mắn, nhờ tôi cho, tôi xuất hiện ở đâu thì ở đó đông. Mười mấy năm kể từ khi tôi đến Việt Nam, ghé nhà cô Ngọc Sơn, rồi tôi trở lại bên Mỹ này. Tôi ngồi ở trong nhà tôi mở kênh trên YouTube, nên khiến cho YouTube có sự xuất hiện bằng người, bằng xương, bằng thịt của tôi, mà ăn nên làm ra. Tôi đẩy tên tuổi của thằng Ngọc Sơn lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tôi dẫn dắt cho thằng Ngọc Sơn đi đúng con đường đạo đức của nó nên có, của một ca nhạc sĩ, của một thằng đàn ông, một thằng con trai ở trong gia đình, một thằng đàn ông đối với xã hội, đối với phụ nữ, quần chúng. Sống đúng với cái bản thân của nó, tôi nhịn nhục và tôi hy sinh. Bằng tiền, bệnh tật, tôi làm phước, tôi bao, tôi cho và tôi dùng thời, dùng thế. Tôi dùng cái sự mà đạo đức của tôi về mặt tâm linh, tôi độ, tôi gieo duyên, tôi cứu thằng Ngọc Sơn, tôi cứu cái nhà của nó, tôi cứu nó với mẹ của nó. Vì nó mà tôi gọi tên nó, vì nó mà tôi sắp đặt ở trên cái internet này suốt mười mấy năm dài. Tính từ cái lúc tôi đến Việt Nam trở tại Hoa Kỳ, tôi xuất hiện trên YouTube này cho tới bây giờ, tôi sắp đặt tất cả cho nó, cho mẹ con nó ở Việt Nam. Muốn biết cái gì hỏi tôi nè. Không phải như mẹ con nó đi lừa người ta đỉ miệng, không ai quan tâm, không ai lo. Nếu không có một người tốt, không ai quan tâm, không ai lo, thì tôi làm cái chị ba Ngọc Sơn cho nó làm gì 17 năm trời tuổi xuân. Mà thậm chí tôi chẳng có một cái gì riêng tư với nó. Thằng mất dạy, thằng ích kỷ, thằng độc ác, thằng tiểu nhân Ngọc Sơn, thằng ăn cháo đá bát. Mày cạn tàu ráo mát khi tao bị đuổi nhà, tao nằm đường hồi năm kia. Tao với các bé súc đang bị thê thảm hết. Mày nuôi con chó, mày làm phước để làm gì mà sao mày hèn hạ vậy? Mày sử dụng con chó để mày câu view bên TikTok để mày được nổi tiếng, mày làm vua, làm trùm. Tao đưa mày lên đỉnh cao sự nghiệp mà chưa có nên thân. Mày chưa có trở lại mà đúng ngay con đường á, tao sắp xếp, tao giúp cho mày. Mày dội tanh cái bản mặt mày lên, mày cao ngạo, mày tưởng mày có thời, mày sân si. Mày sân si với tao ở trong cái Bao Thoát cho đã, xong mày qua tới cái YouTube để mày sân si. Lúc trước là mày ngồi cái bản mặt mày là bên cái địa bàn quèn cái Facebook ế, rồi mày lết qua đây mày mở cái kênh bắt đầu mày đánh vào tao, thằng mất dạy, thằng vô lễ, thằng không ra gì. Mày với cái thằng Lê Anh Tú, hai thằng mày lên đây ăn ké bát vào cái nơi tao dọn cơm sẵn, dắt cái mặt lên làm đại ca với làm Bồ Tát với lại ngôi sao, dọn cơm sẵn có dắt mặt lên đồ cái trò hề ăn ké mà không biết nhục, đồ xông bát vào tao mà còn không biết tao là ai, không biết nhục. Cái lũ vô ơn ăn cháo đó bát bạc biểu, cái lũ tiểu nhân, cái lũ chủ của cái YouTube này, mày từ cái Bao Thoát mày ra mà mày ở đâu ra? Mày với cái đám nhân viên mày nuôi ở trong cái YouTube này, Google này, mày không phải từ Bao Thoát mày qua. Mày ăn cái chép cơm của tao từ 20 mấy năm về trước cái Bao Thoát, sanh ra nó ế, không có bao nhiêu khách, chẳng có người Việt Nam bao nhiêu người ngồi, chỉ có những người Việt kiều khắp nơi mà một số ít nào đó một cái nhóm cộng đồng kiều bào ở hải ngoại sống tại Bao Thoát nhờ vào tao. Tất cả những cái group, những cái room, những cái nhóm, những con người
Ngày xưa làm gì có người Việt Nam ở trong nước. Cái thời mà tao mọc, cái tao nổi tiếng huy hoàng, tao là một hiện tượng của một trang mạng. Tao là một người ân nhân của một cái trang mạng ế bao thoát ế. Tao ngồi đây, cái lũ tập đoàn chủ của cái YouTube Google này mày đẻ, cái YouTube Google này mày từ cái bao thoát, mày ăn cơm của tao mày qua đây chứ mày ở đâu? Mày không có tao mày làm gì có cái bao thoát để cho mày có cơm mày ăn. Tao cho mày ăn cơm mày mới sống. Mày đóng tiền thuế cho nước Mỹ là tiền tao làm ra. Tao không đi làm, tao ở trên giường bệnh nhưng tao cho mày cái thời thế. Mày bán bao nhiêu cái đít màu, bao nhiêu cái điểm là do tao bà tổ ngồi ở đây. Tao ngồi có cái thời, tao đi tới đâu là cái room đó đông, tao ngồi trang web nào thì trang web đó đông, tao ngồi cái YouTube nên cái YouTube này nó đông, tất cả thiên hạ bầu trời internet nó đông. Đông Ngọc à, ngập mặt rồi tạo phản các chủ vô ơn. Tao tới cái nhà của thằng Ngọc Sơn mày, mà cái nhà mày nó có thời, tao gieo duyên tao đổ cho mày. Tao cho mày chụp hình chung, tao cho mày đứng chung, tao cho mày ngồi chung, cái bao thóp tao cho mày chỉ ba anh ba chung. Tao đặt bánh kem tao gửi tận nhà mày, tao để cho mẹ mày làm thủ quỹ nhận tiền của tao cho mày chung. Bao nhiêu năm qua tao bao cho mày. Còn cái bản mặt thằng điểu, mà thằng ích kỷ, thằng độc ác, thằng hèn với mày, thằng nhục với mày, mày xông bát lên những cái mạng xã hội mà tao dọn cơm sẵn, rồi mày dên cái mặt với mày làm vua với lại mày làm anh ba với mày làm kẻ cả để mày trả thù. Mày nắm tay với cái thằng tiểu nhân Hồ Quý Ngọc, hai thằng mày, mày ăn cái chép cơm tao cho mày sống á, nhờ vào tao mà mày vô ơn bạc, mày mỉa hết mày tới nó, mày dám đắp vào cả cái kết của tao, một ân nhân của mày đang nằm đường trong lúc mà bị đuổi nhà vì cứu các bé sống. Mày ăn chay, mày niệm Phật, mày lấy bằng làm từ thiện để làm gì hả Ngọc Sơn? Mày và thằng Quý Ngọc, hai thằng mày, mày mở cái phòng MTV người ta đánh mày như một con chó ghẻ, người ta khinh. Mày make in Việt Nam quèn, ai chơi với mày, ai ưa mày, ai muốn tới với cái phòng của mày, tới chẳng qua lợi dụng mày núp vào để có gái, có tiền, có danh, để đưa mày lên dốc một cái trò hề như cái thằng Lê Anh Tú thôi. Ngay cái mắt của tao dọn cơm sẵn cho mày ở trên cái YouTube này, đưa mày lên cho mày chung. Mày ngồi ở Việt Nam mày và mẹ mày nói tiếng Quán, mày ăn rồi mày tối ngày mày hống hách, mày cau nhạo, mày có được chút khách, mày có được cái câu view, mày có được cái vlog là mày tưởng mày ngon. Mày không có tao cứu mày hết lần này lần kia, ở đâu ra mày có cái thời nào, mày có cái vlog nào ở bên cái Facebook? Mười mấy năm về trước, mấy năm qua cái vlog mày ế chỉ có 3.000 người view thôi. Tao không nâng đỡ gọi tên mày, đưa mày lên từ cái YouTube này, tao ngồi trên cái YouTube này tao tránh ra cái bao thóp để vì sự nghiệp công danh ha, cơm áo gạo tiền của mày, vì cái an ninh tánh mạng tài sản của mày, vì cứu mày mà tao bỏ cái bao thóp. Tao không bệnh sân si, bệnh ngôi sao, bệnh háo danh, bệnh ích kỷ cho mày, hay ngồi kiếm tiền cho bản thân tao. Một cái room đông nhất online, một người nổi tiếng, một hiện tượng mạng, một ân nhân mà tao phải bỏ qua đây, tao để né ra những cái tệ nạn xã hội, những cái sự lòng tham không đáy, độc ác ích kỷ rác sội. Việc gì tới tao vì một sự nghiệp của mày, thằng khốn nạn, thằng chó cắn chủ tồi tệ vong ơn là mày đó Ngọc Sơn. Rồi đến cái đám tiểu nhân, đám chó cắn chủ ở trong Việt Nam bắt thang lên cho trèo lên đầu, ăn của tao sống của tao, dọn cơm sẵn lên bài đặt tính tiền hoạt động với Việt Kiều, làm tiền Việt Kiều lao cá mất dạy, các chủ vô giáo dục, hột hào vô ơn bạc bẽo, gặp đâu là chửi đó, gặp đâu là hột, ăn của tao sống của tao, cùng bài đặt khoe lên giọng, lấy cái giọng ngông cuồng câu được Việt Kiều bơm tiền về Việt Nam, cùng đặt cái thứ ăn mày dẻ rách, lợi dụng tao cho mấy cái rung ế rung đối mặt giận từ đường, mấy cái rung không tên tuổi, cái thứ chẳng ra gì chẳng ai tới, đồ nhục, ăn bát vào công quả lao động của một người bệnh tật, một người bất hạnh, một người neo đơn, một người vô gia cư không biết liêm sĩ, cả một lũ ăn mày của tao, ăn của tao sống của tao mà còn dám chửi vào tao. Còn mày cũng vậy, mày bất chấp thủ đoạn, mày hùa lên mày ăn ké, mày dậu đổ bìm leo, mày không biết nhục. Tao kêu mày á, là chuẩn bị cái phòng để rồi á, chương trình tao soạn, mày ăn rồi á, mày cầm đèn đi trước ô tô đó Ngọc Sơn, mày tự động mày xách cái bản mặt mày vào trong cái bao thóp mày, mày làm ra vẻ mày không cần tao, rồi mày ban hết tất cả những cái kênh của tao, mày đi report cho cái YouTube. Khi mày ngồi như một con chó đói, mày mở cái kênh ế của mày bên cái Facebook,
Tao cuốc mày, tao đứa mày lên, tao vớt mày, chị ba này chị ba kia. Tao rầy la cho mày nên người mày ngồi mày nói tiếng quát. Mày xóa sạch từng kênh này qua kênh kia những năm qua. Hôm nay trước quần chúng, công chúng, trước có những ai bây giờ học biết xài internet, con người trong nước, ngoài nước, người ta không còn ngu như ngày xưa. Mỗi người biết cầm cái điện thoại, biết xài cái công cụ không, để mà cứ bằng văn minh lên internet gặp nhau, biết mở kênh, biết kiếm tiền. Thằng nào con nấy cũng muốn làm vua, làm cha, làm trùm, làm quyền lực, làm ngôi sao, làm bồ tát, làm tỏa sáng. Mà tất cả là nằm trên cái sườn tao dọn cơm sẵn cho tụi bay. Tao nuôi tụi bay hai mươi mấy năm tuổi xuân. Còn cái phần của tao thì không có một cắt tiền bệnh tật có bao nhiêu để dành hết sạch. Thậm chí không có cái nhà mà ở. À, sức khỏe hao mòn, nhan sắc phai tàn, tay tua thê tạm, đồ độc ác tiểu nhân có mấy cái kênh để mà dưỡng già, để công chuyện nhà kỷ niệm, hình ảnh kỷ niệm. Một người bệnh tật ngồi cho chiếc xe điện tử để mà tự cứu bản thân mình, đi tới đi lui trong shopping thể dục, hoặc là đấu tranh căng thẳng với bệnh xương mặt, với lại cái bệnh tim, bệnh trầm cảm mà cũng không tha đánh sạch hết, không còn cái kênh nào. Một người bệnh tật chỉ là giới sống với các em sốc làm phước có ngoài đường mà thấp thỏm với một cái luật, không nhà, không chỗ ở, không có quyền nuôi, cũng là con người, mỗi người một số phận. Tao đối với mày như bát nước đầy với mẹ mày, còn mày đối với tao thằng khốn nạn, thằng ăn cháo đó bác, thằng chết bầm, thằng khốn kiếp. Tao cho mày vinh quang phú quý, tao cho mày ngồi ngang hàng với tao, một cái thằng súc sanh cắn chủ mất dạy vô ơn mày với mẹ mày, la rầy để cho mày nên người, mày thức tỉnh với mẹ mày. Chẳng được mày không thức tỉnh, mày ngạo nghễ, mày cao ngạo, mày cầm đầu, mày nấp đằng sau, mày tiểu nhân, mày hỗn hào, mày giáp giải cái thằng Hồ Quý Ngọc, mày giáp giải cái nắp của mày đánh vào kênh của tao để kêu bằng mày bịt miệng, mày trả thù, mày bí mật. Vừa đánh vào kênh của tao mày vừa ôm gái ở trên truyền thông cho tao coi. Tao nói cho mày biết là Ngọc Sơn, 17 năm tao làm chỉ ba cho mày. Tao làm chỉ ba là tao làm từ thiện, tao làm phước để cho mày ăn cơm. Tao giúp mày, tao cứu mày, một thằng trầm cảm, một thằng ở Việt Nam bế tắc, một cái thằng Việt Nam quèn. Mày đi làm việc, mày đi du lịch qua Mỹ, mày còn bị cấp, mày còn không được vào Mỹ. Một cái thằng tận cùng ở xã hội dưới chân. Mày làm thì không lại, mày sốc thì có bằng ai. Một thằng bất hiếu, một thằng ngỗ nghịch. Tao lấy tư cách tao ngồi đây nè, là một trái tóc thơm. Trước tiên á, tao phế đi cái thời của trang mạng YouTube Google này, vái những người khuất mặt khuất mày bốn phương tám hướng, khắp bốn biển năm châu, những ai mà bề trên, những gì á bề vị về tâm linh, tôi vái người bề trên lấy là hết tất cả những gì của tôi. Tôi chỉ y cho cái trong cái bao thóp, tôi vái người bề trên, tôi không cho thời, cho thế, cho rum, cho khách, cho may mắn, cho làm ăn được phát tài nữa. Tôi cướp, tôi lấy lại là đói thôi. Chỉ cần tôi lấy lại rồi là sẽ không còn một cách. Những gì ăn bám vào tôi, sống nhờ vào tôi, YouTube này mà không quỳ lại xin lỗi tôi, thì rồi cũng như trang mạng bao thoát. Có cái bề ngoài nhóm đông như vậy, nhưng hồi xưa giờ 10 thì chỉ còn có 01. Trả tại nguyên thủy, cái gốc của thằng YouTube này từ khi khai trương lập địa, không có tôi gieo duyên, tôi đổ ăn ké vào tôi sự nổi tiếng, tôi mới gọi là người đổ cho cả cái nước Việt Nam ăn cơm của tôi. Tôi đổ từ khi mà tôi ngồi bao thóp chưa biết thằng Ngọc Sơn là ai, từ những người Việt Nam mà học lên bao thóp mà Sơn cái nít còn chưa có điều kiện cơ hội, mà chỉ được chơi điểm 7 ngày thôi một tuần, rồi từ đó mới bắt nối quan hệ, mới được gặp Việt Kiều, người ta mới cho Sơn những cái nít màu, mới bắt đầu ngồi mở rung cho, ngồi ăn lương cho những cái đồng tiền tội nghiệp thương hại bố thí về Việt Nam. Những người Việt Kiều bỏ tiền bố thí cho những cái đứa ở trong Việt Nam, những kẻ sống ở trong Việt Nam, ở trong cái nước Việt Nam, là do tôi thông qua tôi cho, để các Việt Kiều qua những căn phòng đông cho là tôi giác tiếp tôi cho, rung đông là tôi cho, thời thế bao thoát là tôi cho. Tôi cho cả cái đám chủ của cái bao thoát và những cái nhân viên của bao thoát ăn nên làm ra.
rồi qua đây mới tách ra với nhau, chia ra mới mở địa bàn, mở chi nhánh, mới mở cái Google, YouTube này từ cái bao thoát qua. Mà tôi là cái bà tổ cho ăn cái công quả của tôi, là tôi nuôi. Qua đây lập cái kênh YouTube hồi trước chỉ có người nước ngoài, tôi sơ ý không có để ý kịp. Tôi tối ngày lo lu bu lần quần, lo giúp cái thằng Ngọc Sơn đưa nó lên, lo cứu, lo giúp cái bao thốt, rồi lo ba cái đời tư của tôi bệnh xương mặt, rồi tôi lo giải phẫu, rồi tôi buồn ở trong nhà. Tôi chết đời rồi tôi không để ý tới mình. Hôm nay cũng là cái sự may mắn đối với những ai mà đang bị lợi dụng, đang bị gặp nạn, đang bị bơ vơ, không có chỗ nương tựa. Cũng là cái xui của những kẻ nào mà ăn sống nhờ vào tôi. Tại vì hôm nay tôi không phải như ngày xưa nữa, tôi coi lại mình. Mấy tuần nay tôi coi lại, không có hiện tượng mãn nào thằng Lê Anh Tú, con Phương Hằng nào bên Việt Nam á. Chẳng có thằng nào con nào. Bởi đây là cái thời của tôi từ xưa giờ. Hiện tượng mạng là tôi. Tại vì YouTube và Google này với lại cái báo thoát là một. Có một người là tôi ngồi đây. Hai trang mạng là chủ chung với nhau, tuy họ tách ra. Nhưng lịch sử của trang mạng báo thoát là ngồi trước cái YouTube này. Sau này YouTube mới đây. Ai mà không biết chuyện này, kể cả những đứa sống ở trong Việt Nam ăn cơm của Việt Kiều cho, mà sống nhờ cái cộng đồng mạng mà do tôi tạo ra. Tôi là người đưa thằng Ngọc Sơn lên chung với tôi. Tôi dùng thằng Ngọc Sơn, nó có một cái chỗ ở trong showbiz mà nó không biết tận dụng. Nó có cái sự dính tới truyền thông, nó có lợi, mà nó không biết khôn. Nên tôi cho nó mượn quân, tôi làm chị ba cho nó. Tôi người phụ nữ thông minh, tôi mở rộng ra thị trường, tôi làm từ thiện. Tôi sử dụng cái mối quan hệ để tôi cứu được nhiều người, tôi đổ nhiều người, tôi giúp được nhiều người. Và tôi chỉ là làm phước, tuy tôi không sống ở Việt Nam. Tôi cho thằng Ngọc Sơn được nở mặt đỡ mày. Một cái thằng Made in Việt Nam quen ở Việt Nam bị người ta ăn hiếp, bị người ta coi thường, bị thất thế xa cơ lỡ thời, một cái thằng không ra gì. Một cái thằng đầm đường lạc bước, một cái thằng tiểu dân, cái thằng điếu mà thằng điếp dắt ăn rồi mất dạy. Dám lấy tôi làm trò chơi nạn dân, làm công cụ con cờ để mà mất dạy, để hỗn hào ngốt nghịch với quần chúng bất hiếu với cha mẹ. Tôi lấy tư cách là một ân nhân của một trang mạng bao thoát, ân nhân của trang mạng YouTube, Google này. Và tất cả những ai đang ăn bám sống nhờ vào những trang mạng xã hội. Không có tôi làm gì YouTube, Google này có thời suốt 20 năm hơn qua, gắt liền với trang mạng bao thoát mà ăn theo nhau. Không có tôi làm gì cái Facebook mà có ăn ké vào những trang mạng mà chung với nhau mà làm ăn. Tất cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao, tình duyên, tình dục vân vân. Không có tôi ở đâu ra có may mắn mà làm giàu. Riêng bản thân của tôi không trả một đồng cá sê bóc lột công quả của tôi, ăn của tôi, sống của tôi, mà tối tại vô ân. Mày cũng vậy đó, cái thằng Ngọc Sơn. Ngày xưa mày gặp tao, mày lợi dụng tao lên, mày tỏ tình, mày nói chuyện tình yêu. Nói chuyện được tình yêu mấy ngày, cái bắt đầu mày quay ngược lại, mày nói thôi mày không yêu. Mày giữ làm tình bạn. Và mày nghĩ rằng tao chỉ là cái người thương hại mày, tội nghiệp mày thôi. Mày mặc cả đáng tội nghiệp tới như vậy. Ngày đầu tiên mày với mẹ mày đâu có dám lộng hành. Từ ngày tao đưa mày lên cho mày ngang hàng, mày chỉ ba, anh ba tao hạ mình, hạ giọng cho mày. Mày ngông cuồng, mày tự đại chưa đủ, cái bà mẹ mày ăn ké mày lên sượt sượt lên đầu. Nhà giàu vắt, vàng điện ngọc cung son, làm từ thiện hô hào nhà đại gia. Đại gia cái gì mà lên ngửa tay lấy tiền, những cái đồng tiền chết đói vào một cái trang mạng xã hội quen, hèn hạ vô liêm sĩ. Nhận những cái đồng tiền mà ngồi chửi chào tao. Cái bản mặt mày không biết nhục là cái gì và mẹ mày. Đồ cái tôi vô ơn. Ai chửi tao là nhà mày mở cửa cho vô nhà, mở phòng cho vô nhà. Tao ngồi cái YouTube, mày không vừa lòng tao là mày bắt đầu mày cũng rắc cắt ra và mày đem cái thằng Hồ Quý Ngọc vào đánh tao. Mày không ra mặt mà mày sử dụng nó, mày rất là độc ác. Mày giống với cái thằng Lê Anh Tú bị công an hốt về Gia Lai mà không ra mặt chống đối chính quyền, mà sử dụng quần chúng để mà đánh lại chính quyền, mà nấp đằng sau cố tình cho hết vô nhà cha mẹ và thằng em, nấp ở ngoài đường đi tới đi lui, không ngồi trên mạng xã hội mà cái gì cũng biết. Thằng em báo cáo, thằng anh báo cáo, mượn YouTuber báo cáo, nó làm ý dứt cái trò của mày đó Ngọc Sơn. Mày thì không ra mặt mà mày muốn xưng hùng, xưng bá, xưng vương. Mày muốn quyền lực cái bao thoát.
mà mày không bỏ một cách, mày không bỏ sức lao động, mày bỏ thì mày bỏ nhỏ giọt, mày bỏ không bao nhiêu, mày lấy của người này mày gài của người kia cho nhau, giống như cái thằng Thình em của thằng lấy anh Tú lấy nước suối của người này cho người kia, hay trái cây hoa quả tất cả của quần chúng, của Phật tử, của con người lương thiện hay con người ngu si, bị kiểu bằng lợi dụng nhau, lợi dụng gạt qua gạt lại, lừa qua lừa lại, được cái cổng hàng rào ha, được tiếng, được danh, được quảng cáo chùa phi PR không tốt một cách, trong cái đó tao gọi đây 22 năm, đồ cái thứ chết bầm ăn bám của tao còn mày đặt nổ, để hôm nay tao trị cho biết ở đâu ra. Từ nay trở đi đừng có ăn bám mà nổ đấy, ra chưa? Những gì tao cho mày cái trang YouTube này quá nhiều rồi, tao cho mày 22 năm trời tuổi xuân từ cái bao thóc qua đây, mày ăn rồi mày với cái đất nhân viên của mày, tao nói chỉ có đây với cái đám chủ của tập đoàn YouTube Google này nè, tao làm cho một lần cả cái nước Mỹ đầy sốc nhờ những hệ thống internet trang mạng xã hội, từ kinh tế chính trị ngoại giao đều không thiếu được cái phần của tao góp vào về tâm linh. Tao ngồi ở đâu thì ở đó đông, tao gọi tới thằng Ngọc Sơn thì cái showbiz ế, showbiz đôi, showbiz mà quen ở Việt Nam của tụi bay hết thời đó mới được ăn cơm. Những năm nay mà được ăn cơm là nhờ thằng Ngọc Sơn, phải cảm ơn thằng Ngọc Sơn chứ, ở đó mà đánh đó. Các trung tâm ca nhạc mà được ăn cơm là nhờ thằng Ngọc Sơn. Thằng Ngọc Sơn là nhờ tao làm chỉ ba, ở đây tao chung với thằng Ngọc Sơn. Tao nói rõ về tâm linh, thời là thời của tao, quần chúng của tao, thiên hạ tiền bạc là của tao, tao cho. Bản thân tao chưa lấy một cắt, một xe nào của thằng nào, con nào. Tao dùng cái mạng xã hội tao làm từ thiện. Con người của tụi bay nhốt lại làm biết bao nhiêu tiền để đóng thuế cho nước Mỹ này. Tao đem bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ kim trong 30 năm trời tuổi xuân tại Hoa Kỳ này. Mày ban ai chứ? Mày là cái gì mà mày giác ban tao hả, chủ kênh YouTube và các nhân viên tập đoàn mà nhân viên của mày mày nuôi hả? Tao cho mày ăn cơm mà mày giác ban tao hả, đồ phản chủ. Còn mày đó, cái thằng phản chủ vong ơn ăn cháo cái bát Ngọc Sơn. Tao làm chỉ ba khi mày đói, mày té ngựa, khi mày thất thế lỡ thời, khi mày ế, mày mở cái phòng sập tới sập lui, mày bị tẩy chay, mày bị ngồi tù, mày bị tù treo mất 1 tỷ, mày bị cả một cái báo thuốc đánh mày như một con chó ghẻ, đuổi mày ra kỳ thị mày. Một cái thằng Make in Việt Nam quen mày làm không lại người ta. Tao người Make in Việt Kiều Mỹ, tao mới vớt mày lên, tao cho chị ba anh ba. Mày mở cái phòng đốt, mở phòng ế, mày làm không lại, tao mới lập cái room. Tao làm mấy lần đám cưới cho tới phòng live show cho mày. Tao đối với mày với bác nước này. Mày mở cái Facebook của mày ế, tao qua đây tao gọi tên. Tao lập cho mày 200-300 cái room. Còn mày á, 200-300 cái kênh. Mở kênh nào là mày đánh cái kênh đó. Chỉ vì tao rầy la cho mày thức tỉnh, cho mày nên người. Mày ở Việt Nam mày động đánh, mày trả thù trả quát. Mày xóa đi những gì tao làm cho mày, dọn đường cho mày đi Mỹ. Có ai trên đời nào mà tốt như tao đối với mẹ con mày. Cho mày đi Mỹ, cho mày lấy cái quốc tịch Mỹ, cho mày bằng người ta, mày có cái Việt kiều. Để mày nở mặt đỡ mày, để mày bằng với Việt kiều, với đồng nghiệp. Tao cho mày tên tuổi chỗ đứng. Mà tất cả chỉ là chương trình làm phước. Làm phước thì không tính tốt lợi dụng mày. Cho mày làm chị ba, anh ba cho mày tỏa sáng. Tao cho mày vinh quang xong mày ngồi để mày làm nhục. Mày chà đạp, mày tổn thương, mày trả thù. Mày đánh không còn một cái kênh. Mày lợi dụng, mày sử dụng thằng Quý Ngọc Tiểu Nhân ganh tị với tao. Mày không bắt thang lên thì nó giác hỗn với tao không? Hả? Mày và mẹ mày, đồ mất dạy. Đụng tới một cái là trả thù. Tao đuổi cái bao thuốc đó tao cho sập. Tao cho đói. Mày giác cái bản mặt, mày vô cái bao thuốc, mày muốn làm trùm làm cha. Mày làm trùm làm cha mà mày cũng không biết cách mày làm. Mày vô mày làm cái trò hề. Mở căn phòng mày phải dành cơm với cái đám giang hồ mày mới chịu. Mày mở căn phòng mày phải xưng bá xưng vương với cái đám rác xã hội mày mới chịu. Hồi xưa giờ mày chỉ là đại ca của cái đám rác xã hội, cái đám giang hồ mèn quèn, cái đám chó của tao nuôi các chủ ăn cháo đã bắt mày lợi dụng mày. Mày sống mày không ngóc đầu lên, đó là cái nghiệp của mày và mẹ mày. Còn cái đất nước Việt Nam cũng vậy, vô đây nghe chung. Nguyên cái đất nước Việt Nam á là ăn của tôi, sống của tôi, gieo duyên tôi độ tôi cho. Ăn theo cái thị trường internet từ hải ngoại, từ bao thoát mà qua đây. Không biết thì bây giờ mở cái lỗ tai ngu, lỗ tai mà không biết để mà biết.
Bởi vì đừng có ăn cháo đó bác lên đây ăn của tôi mà dám chửi tôi. Cái đám ở trong Việt Nam tôi cho mấy cái phòng ế, phòng dắt, phòng đói, phòng không có khách. Tôi tự tôi đưa nó tôi cho. Của tôi cho làm sao tôi không biết. Hôm nay tôi trả lại cái vị trí ế của một trang mạng bao thuốc. Ngon thì vô trong cái bao thuốc ế kìa. Bây giờ kêu cái thằng Phật sống mà thằng đại ca Lê Anh Tú của tụi bay đó thể hiện đi. Vô đang cái kêu bằng một trang mạng xã hội bao thuốc ế nó đang đói. Tao dọn cơm tao đánh ở thiên hạ. Tao bình luận. Tao làm cho thằng Ngọc Sơn có chỗ đứng. Tao cho hút khách, tao cho tiền, cho của, cho quyền lực, quyền lợi. Mà ngồi cắn trụ ăn cháo nó bắt phá. Sang bằng hết những cái kênh của tao đồ mất dạy khốn nạn. Tao chửi thẳng vào cái văn phòng YouTube Google của mày đó. Mày ban tao rồi thì mày chẳng còn phong thủy mà cũng chẳng có cơm. Bởi vì khách cứ quần chút là của tao không phải của mày thiệt. Thời thế là của tao chứ không phải của thằng nào con nào. Tao ngồi ở bên Mỹ tao làm từ thiện trên giường bệnh bằng tiền bệnh tật. Một người vô gia cư không nhà. Cái độ mà hạnh của tao với cái hạnh của một cái thằng mà ba xạo. Cái thằng lừa đảo lợi dụng mà điểu ở trong Việt Nam điếm. Cái thằng Lê Anh Tú trò hề cái chặt là cái gì á. Tụi bay tôn sùng thần tượng của tụi bay. Tôn trùng một cái thằng quèn xuống đường làm loạn xã hội. Đức ở đâu không thấy, hạnh đâu không thấy. Thấy trước mắt có ba người chết. Có một cái kênh bên kia mới đưa ra một người nào ông Sáu rồi mới chết qua đời. Sớm không chết, muộn không chết, bởi đích thằng Lê Anh Tú xong chết ngụm cùng đều. Thấy không? Rồi một cái Nico mới đó. Tin tức đưa lên 250 triệu. Đi gạt tiền người ta lừa. Qua cái bóng của thằng Lê Anh Tú bảo kê. Mày cũng vậy đó Ngọc Sơn. Mày bảo kê cho thằng Quý Ngọc gạt tiền của thằng Nixon New York. Đi làm ăn chung làm bầu xô. Với nhau tổ chức chương trình gì ở ngoài đời. Chính người ta 3 mét tao. Chính người ta nói. Nó gạt tiền của em chị Táo. Chứ không phải đây là chuyện thật ngoài đời. Không phải chuyện online chị Táo. Tụi em làm ăn chung em bị nó lừa tiền gạt tiền của em. Cái đứa mà nó đi cái Nixon New York. Có kể cho tao nghe. Báo năm qua mày bảo kê cho cái thằng Quý Ngọc lên. Làm loạn cái mạng xã hội. Rồi mày ngồi mẹ mày và mày bảo kê nó. Binh vực nó để đụng chạm tao, đụng chạm mọi người. Mày độc ác tới mức độ tao một người bệnh tật, một ân nhân của mày và của nó, của mẹ mày. Mà mày dám đụng tới tao để mày trả thù. Mày coi là cái cách sống của mày thằng độc ác tiểu nhân Ngọc Sơn. Hôm nay mày hết đường rồi. Việt Nam bây giờ quay lại tẩy chay mày. Những người bị mày gạt, mày lừa với mẹ mày suốt cả chục năm hơn. Tao là cái đầu tàu cho mày cái thời. Tao bỏ tiền bệnh tật. Mày một thằng trần thế mỹ, một cái thằng tiểu nhân. Một thằng sống ích kỷ. Mày sống chỉ có một binh mày thấp hèn. Mày làm cái bài thấp hèn với cái thằng Lê Anh Tú. Muốn làm Phật sống Bồ Tát. Lên diễn cái trò là mình bây giờ mình đã thành chánh quả. Nếu mà đã ngon thành chánh quả không cần tu nữa. Mà gieo duyên tạo phước rồi tại sao mà không giúp cho cái đám YouTuber mà hại cho tụi đó phải bị bắt, phải bị đốc phạt hổng rài. Ngày nào cũng có đứa bị bắt mà chạy ra vì lòng tham, vì cần chết có, vì mưu cầu. Mà người ta ngu si, gạt người ta chạy suốt đường, chạy đi kiếm, chụp hình quay phim đưa lên. Ở giữa ăn bát vàng, ở giữa ăn cơm nóng, ăn nước suối, không ăn những cái sự tung hô vạn tuế, không bỏ một cách. Vừa điếc mà vừa hèn, vừa nhúc mà vừa bẩn. Đồ cái thứ trò hề. Lên đây lợi dụng tao cho cái YouTube này đông rồi ăn theo nổ. Hôm nay tao nhổ tận gốc từng kẻ một. Không có chương trình cho ăn ké rồi nổ. Tao đưa mày lên cho chị ba anh ba chung. Tao không có nhu cầu lập gia đình. Nên mày ở Việt Nam mày làm cái gì tao không có nói đâu Ngọc Sơn. Nhưng mà một khi mà quá đáng, tao mới lên tiếng nói. Mày phải coi lại cái sự mà sự nghiệp của mày. Mày không cần nữa thì tao cũng chẳng cần phải sợ. Mày không cần tao làm chị ba. Mày không cần chủ đứng bao thoát qua tới xã hội. Mày không cần tao giúp mày nữa thì tao cũng chẳng cần phải nhọc hơi. Hôm nay ở đâu thì trả về đó. Mày ngon rồi, mày lên rồi. Mày có cái con mà đàn bà của mày, cái con người tình của mày, cái con đi Thái Lan mà tao coi video, tao thấy để cái tay lên cái đùi của mày sờ đùi đó. Rồi mày chạy tới đằng trước cái tiệm vàng đó, cái bàn á, cái công to, cái tủ vàng đó. Rồi mày mua vàng cho mày cung phụng đó, cái con người tình của mày đó. Tao coi tao thấy dạo này sao tao đói chắc măng nhục trốn à hả?
thấy cái miệng tao nói rồi sợ quá mày đắp cho tao không còn cái kênh nào. Mày ra sản phẩm, mày ra nhạc, mày có chương trình là cái kênh của tao bị đánh. Tôi giái những người khuất mặt khuất mày bốn phương tám hướng. 17 năm tôi đổ cho thằng Ngọc Sơn, tôi gieo duyên, tôi cứu, tôi giúp, tôi cho. Tôi lấy là tất cả thằng phản chủ vô ơn này, tôi không còn đổ nó nữa. Tôi không còn tiếp tục đổ cho nó nữa, và cái nhà của nó tôi không có cứu nó nữa. Những gì tao cho mày 17 năm bên cạnh tao, tao lấy lại. Những kẻ đầu ăn bát vào mày, ké vào mày, sống nhờ vào mày là do tao. Những kẻ nào mà dùng thằng Lê Anh Tú để câu view chỗ đây tao ngồi á, YouTube này, tao giác người về đó, tao khiến tao lấy là hết. Các vị khuất mặt khuất mày làm việc, tôi không đổ cho cái thằng Lê Anh Tú này để lên đây dương quay dịu võ. Tao lấy lại những gì của tao 20 mấy năm trời tuổi xuân. Tao cho tụi bay ăn phi, ăn chùa, nhặt mặt tràng không. Từ các nhân viên của YouTube này tao nuôi tới nhân viên của báo thoát. Từ các chủ của YouTube này mày làm giàu. Mày làm giàu cho sương mát, nước mắt, tuổi xuân. Và sự may mắn là tao cho là cái đất của tao, cái tài của tao, cái thời của tao. Người ta có tài bơi lội, có người có tài chạy nhanh. Có người có tài này, tài hát ca. Có người có tài làm này làm kia. Có đủ mọi cái thành phần, thể loại tài năng cho thế giới. Những ngôi sao, những nhân tài. Của cái tài của tao là tao tạo thời, tạo thế cho ai đó. Tao thấy cần thì tao giúp, đó là cái đức hạnh tao cho. Trời á, cho tao, đó là tụi bay không có, tụi bay mưu cầu. Một vị tổng thống, đó, cái bà phó tổng thống hiện tại, cũng phải đi dẫn động bầu cử được người ta cho tiền. Còn cái tên đó, còn cái tên Ngọc Sơn mày, mày muốn mua danh bán tước, mày muốn nổi tiếng, mày bỏ bao nhiêu tiền ra? Mày ngồi cái bao thóp, mày bỏ bao nhiêu tiền ra, mày cho cái bao thóp tính tới đầu ngón tay, tới lui mày bỏ bao nhiêu? Mày chẳng bỏ bao nhiêu so với người ta bỏ tiền bao nhiêu tỷ hả? Vận động bầu cử giống như ông 45, đã là một người giàu từ cha mẹ mà giàu ra, rồi làm thêm tiền, mà vẫn có những đại gia trên những đại gia không để mà trợ giúp, để mà bầu cử. Nghĩ xem, còn tao một người bệnh tật, dùng tiền bệnh tật, một cái đầu tiên bệnh tật này đi lo. Tao chỉ cầu có một cái bữa ăn để cho các bé sốc, mà làm nhục tao. Tao chỉ là một chỉ ba dùm, tao chỉ cầu đức để tao có cái điều kiện tao cứu, là tao giúp thêm những người bất hạnh mà tao muốn làm. Những cái chuyện lớn lao của tao mà tao cho mày chung. Còn mày cái thằng nhớ xì ke ba dĩ gái gú, nghiện ngập, tụ tập cho cái bệnh ngôi sao khốn nạn của mày. Cái thằng háo danh ích kỷ với mày, thằng sân si với mày. Mày tu mà mày cái lỗi tu hú. Mày giống cái thằng Lê Anh Tú, hai thằng mày tu hú. Đồ bá xạo. Ngon á, tao thách tất cả những thằng nào, con nào mà đang bợ định bợ đích thằng Lê Anh Tú á, ngon đừng có ngồi trên địa bàn YouTube Google của tao. Đừng có ngồi trong trang mạng bao thoát của tao và các trang mạng xã hội kìa. Đi qua mấy cái trang mà ế đó, bingo nào của tụi bay á, thử coi có ai nghe, ai coi có gặp được Việt Kiều nào không. Con ngon thì đừng có xòe ta lấy tiền Việt Kiều. Còn cái lũ Việt Kiều chích bầm ở hải ngoại, không biết nhục đi bát vào một cái thằng ở Việt Nam để mà câu view, ăn cơm lên đắp đá nhau. Bao năm qua cái sĩ diện của những con người vô liêm sĩ, sốc nhờ vô trang mạng tao cho từ bao thoát qua đây mà không biết nhục. Mà ngồi đã lợi dụng thằng Lê Anh Tú làm loạn cả một cái đất nước, một cái hệ thống trang mạng internet bao thoát chưa đủ, cả cái nước Việt Nam, để một cái gia đình, một cái thằng Lê Anh Tú đã làm loạn. Tao nói cho mày biết nè Ngọc Sơn, đời này mày không có tao thì mày chẳng có một ai tốt với mày bằng tao. Mày có đi ra ngoài đời, mày ra ngoài đường hay mày quen bao nhiêu ngàn con đàn bà, bao nhiêu tỷ con đàn bà trên giường của mày, mày có lấy 10 tỷ con đàn bà, con vợ của mày, cũng chẳng có một cái con nào bằng được cái bóng chân của tao, khủng long của tao. Mày may mắn ngàn đời tía của mày, ngàn đời má của mày, mày mới gặp được tao. Mày đối với tao, mày có coi tao ra cái gì không? Trước khi mày kêu người ta hiếu thảo với cha mẹ mày, mày có bao giờ hiếu thảo với cha mẹ tao bên này? Mày có bao giờ mày tự coi là bản thân mày, cha mẹ ruột của mày ở chung nhà mà mày còn đàn điếm, mày còn ngồi ở bên kia đường dây, mày mặc kệ cái an ninh của cha mẹ mày, phải lôi hết vô nhà để mày làm cái đại ca, mày làm cái trùm, cái vua của mày. Cái sự bất hiếu của mày giống như cái thằng Lê Anh Tú mở miệng chữ hiếu mà kêu thằng em rác lo cho cha mẹ để nó đi tu,
đi tu rồi tối thầy quay phim chụp hình xác thầy cũng vậy, tới giờ cái ra quay phim chụp hình phong vân dạy đời dạy khôn người ta ba cái đạo đức về đạo Phật, rồi cái bay đặt làm như là cắt đứt quan hệ với gia đình này kia, kêu thằng em phải lo cho cha mẹ con cái, cha mẹ ngay mặt mà không lo đi, kêu chỉ có thằng em bán cái của thằng em, lợi dụng lật nhau một cái cách thập hèn độc ác, làm con chữ hiếu hàng đầu, đừng có nói là nuôi hay lo, nhưng mà đừng ít ra đừng có làm của nợ, đừng có ác làm bóng ma, đừng có làm phiền, còn cái này về cái nhà làm phiền gia đình, không kêu tiếp hết tất cả bán cái, không bây giờ làm loạn một cào cào một cái chơi nơi mạng xã hội, dọn cơm sẵn rồi lên đây ăn ké. Tao cho cái thời cái thế của trang mạng YouTube này cho 20 mấy năm trời, không có tao ngồi đây 10 mấy năm nay thì ở đâu ra mà cái thời hả? Đồ mất dạy, mất dạy từ chủ của YouTube tới nhân viên YouTube, mất dạy tới mày với mẹ mày, mất dạy cái đám đồng nghiệp của mày, mày dạy cả cái thằng Quyết Ngọc. Mày đừng có đổ thừa con người ta, con người ta nó có sai có đúng là mày và mẹ mày bắt thang cho nó chứ ai Ngọc Sơn. Mày bảo kê mày dung túng với nó. Dạo này mày làm cái gì thằng Bầu Thủy vậy? Tao không còn thấy thằng Bầu Thủy và Ngọc Sơn. Mày làm gì người ta vậy? Nó về tới mày nó to rạch với mày là tao không còn thấy thằng Bầu Thủy nữa rồi. Tao ngồi mỗi ngày trên cái YouTube này, mày làm gì mày mày không biết tao nói cái gì? Tao với mày biết nhau là 17 năm rồi. Mày sống trên mạng xã hội, cho dù mày đi bất cứ một cái mạng xã hội nào hay ngoài đời thật, cả cái đất nước Việt Nam mà đếp đầu ngón tay có bao nhiêu kẻ mà ngồi bao thoát, ngồi Facebook, ngồi YouTube mà dân bao thoát là tràn lan đại hại. Dân ở Mỹ đầy về tới Việt Nam đa số là ngày xưa ngồi tại bao thoát, có thằng nào con nào không biết tao người nổi tiếng. Chỉ có những người không biết kịp là tại vì chưa có bao giờ có lần nào mà gặp. Tao cho cái trang mạng YouTube này cái thời, tao ngồi đây thì ăn theo tao. Tao xuất hiện ở đây đã 10 mấy 20 năm trời hơn. Ở đâu ra mà đứa nào mà mày thể hiện vậy? Hả? Cái YouTube này hồi xưa mở ra toàn người nước ngoài, đâu có cộng đồng kiều bào ở hải ngoại. Từ đâu bắt đầu mà lên đây mở kênh kiếm tiền YouTube? Từ lúc nào vậy? Không phải từ cái tao ngồi đây hả? Hôm nay tao ngồi đang trực tiếp cho cái YouTube này hả? Chứ thằng Lê Anh Tú rồi mà cho câu view, bây giờ không nghe nói hả? Đi qua bên TikTok để câu bên TikTok hả? Kiếm tiền TikTok hả? Còn chê cái YouTube này không bằng hả? Bây giờ kéo hết qua TikTok, bây giờ TikTok ngồi trên đầu cái YouTube này, còn cái bao thoát thì sập đói, ế tê liệt buồn, vắng không kiếm ăn. Việt Kiều cũng không có cho tiền tràn ngập với ngày xưa. Ở đâu mà có kiếm ăn được là nhào tới chụp lấy bất chấp. Đói gì mà đói dữ vậy? Là tại vì nghiệp nó quật. Nghiệp nó quật nên khiến cho một cái lũ đói quá không còn gì làm. Bất tài vô dụng gì tôi không đổ cho trang mạng YouTube nữa. Tôi không còn đổ cho thằng Ngọc Sơn. Nên khiến cho cái showbiz bị thanh lọc. Đó là về mặt tâm linh. Nghiệp nó quật. Ăn của tao sống của tao mà chửi trả cắn chỗ mà đắp vào kênh của tao thì nghiệp nó quật. Bên kênh tối ngày thì nghiệp nó quật. Nó quật thì công ăn việc làm ế đói, không còn may mắn, không còn kiếm tiền dễ dàng. Lấy sức lao động ra, lấy mình ra mà kêu bằng á, cài đi. Chứ tiền Việt Kiều đâu mà sẵn mà ăn hoài vậy. Thấy cái con thằng Charlie không? Lợi dụng cái audio của tao lúc mà tao đang đau lòng, tao bị phân tâm vì mấy con sóc của tao, mấy bé sóc của tao bị hãm hại, tao bị mất, tao bị đau lòng tổn thương vì các bé sốc, làm cho tinh thần của tao bị hoang mang, bị phân vân, bị mất phương hướng thôi. Chứ còn bản thân tao có làm gì sợ thằng nào con nào. Tao đến Hoa Kỳ này 30 năm trước tao không nhà, tao vô gia cư. Thì bây giờ 30 năm sau tao vô gia cư từ bụng mẹ đó, tao chẳng có gì để mất hết. Tao mất là tao mất đi tuổi xuân, thì giờ tao ngồi tao làm cái từ thiện. Tao là một người đàng hoàng, tao mở kênh. Có nói gì đi nữa, tao là một ân nhân của một trang mạng, của một cái cộng đồng. Tao là ân nhân của nguyên cái đất nước Mỹ này. Nước Mỹ sốc nhờ vào mạng xã hội trong 30 năm qua. Những trang mạng xã hội mọc lên từ từ mở ra. Hơn 20 năm tao biết Internet tao ngồi. Các trang mạng xã hội sốc là nhờ vào tao.
Tao cho cái nước Mỹ đấy sốc nhờ qua những trang mạng xã hội sự may mắn. Tao gieo duyên, tao cho thời cho thế. Mày ngồi cái Facebook là mày cũng ăn cơm của tao cho nữa. Mày ở đâu ra mà mày ăn rồi tới là mày ban gì? Mày ban tao thì bây giờ tao ban lại nè. Bây giờ tới tao ban lại, tao ban từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Tao ban luôn những gì tao cho 20 năm hơn. Cái đáp ở bên Việt Nam á, mà nhào đầu lên trên trời rớt xuống, ăn từ bao thuốc, ăn qua YouTube, ăn qua Facebook, ăn qua Việt Fun, ăn qua Yahoo, ăn qua những trang mạng xã hội, tao ban hết. Tao ban từ trong ra ngoài, tao ban từ chủ tới nhân viên của YouTube, tao ban, và tao ban cái thời, cái sự may mắn. Tao lấy tao những gì ăn của tao kiến trả ra đây, từ thằng từ con chủ của bao thuốc, chủ của những cái kênh trên YouTube này, ăn của tao hỏi ra. Cái nhà của mày mà câu view 17 năm nhờ mày, thông qua tao á, trả ra đây. Những gì mà mày á, mày và thằng Quý Ngọc ăn được, bao nhiêu trả ra đây. Tao nhờ ông trời khiếp về mặt công nhân trả đi. Mẹ mày và thằng Quý Ngọc ăn được bao nhiêu cái bao thuốc, trả ra nó cho tao. Còn mày nữa, cái đát mà YouTube tiểu nhân mày trả ra đi. Mày bên tao bao nhiêu cái kênh, tao sẽ bên mày lại cả hệ thống internet này, sự may mắn, sự giàu sang phú quý. Tao gieo những tao đổ cho mày để mà mày ăn rồi mày mất dạy. Để coi tao có giáo dục được không? Ăn rồi to đập hãm hại bệnh miệng. Mày mà còn bên kênh tao nữa thì để coi mày coi. Mày cũng giúp cho cái bao thuốc vậy mày sẽ biết. Không có tao làm gì có ngày hôm nay mà câu view. Mười mấy, 20 năm trước cái YouTube quèn này có bao nhiêu người biết tới cái Google. Người ta chỉ tập trung bên cái Facebook. Facebook là dân bao thuốc là dân Facebook. Rồi từ khi có tao qua đó tao rồi đây, tao làm kênh mỗi ngày, dân chúng nó ua lên, cả cái nước Việt Nam mới nên bám vào cái mạng YouTube này mà có ăn có uống. Tao nuôi nguyên cái đất nước Việt Nam, tao mới là người gieo duyên nè. Tao gieo duyên cho cả cái hệ thống quốc tế, chứ không phải thằng Lê Anh Tú nào, cô Phương Hằng nào, hay thằng nào con nào. Không có tao đổ thì làm gì có tụi bay, không có tao cho làm gì có tụi bay. Hả, đồ mất giải phản chủ, đồ ba xạo, đồ nổ, đồ bẩn thỉu cái mắt tao. Ăn rồi tối ngày đi đàn, tối ngày bịt miệng, chó các chủ ăn cháo đó bác. Chỉ cần mà đụng tới tao ba chữ trái tổng thơm mà giờ cái chị ba của tao, thì thằng Ngọc Sơn mày sẽ không có may mắn. Mày đụng tới là cái phong thủy nhà của mày, cái may mắn của mày mở phòng, cái may mắn làm ăn, cái may mắn mày nổi bật, mày không còn. Tao đổ cho mày mà mày dắt phá đá, mày quậy, mày ăn rồi mày chửi trả, mày hộn. Mày ăn mà mày vừa đập thì mày có sống còn. YouTube cũng vậy, tao ngồi đây, tao cho mày cái thời mày ăn theo. Mày ăn của tao mày sống, tao nuôi mày chứ không phải là mày nuôi tao. Cái bao thóp là tao nuôi tụi bay chứ không phải tụi bay nuôi tao. Cây showbiz là tao nuôi tụi bay qua thằng Ngọc Sơn. Qua thời, qua thế, tao cho làm chị ba. Tao làm cái gì tao có sắp xếp. Tao đang nói về tâm linh. Cái nước Mỹ này thực tế cho tao tiền bệnh tật mà tao nuôi ngược lại nước Mỹ trên những cái hệ thống trang mạng xã hội, nhất là cái trang mạng bao thoát YouTube này, Google này. Mày ăn rồi mày sống 20 năm hơn rồi, 22 năm rồi. Tao không có cho nữa. Tao không còn đổ cho trang mạng Google, YouTube. Quần chúng cách cứa thời thế cơm áo gạo tiền, nhất là các mạnh thường quân, các Việt kiều nào, những ai mà không biết bị gạt sẽ không bỏ tiền nữa đâu. Người ta không ngu nữa đâu. Bây giờ ăn 10 thì chỉ còn có 1-2. Việt kiều bị lợi dụng, bị gạt quá nhiều. Ngay cả cái con thằng Charlie để cái audio lên, lấy bây giờ 87.000 hay bao nhiêu người ta xem, tao thấy đông rần rần như kiến không lấy xuống. Bao nhiêu á, để tao coi lại. Để một cái đề tài về tao lên để mà câu view, trong khi đó không lấy xuống, tao kêu lấy tên tuổi, lấy tiếng, lấy cái tiếng nói, tao xuống không lấy. Bây giờ nghiệp nó quật, làm ăn cái bắt đầu cạnh tranh, ăn chia không đồng đều. Ba cái từ thiện: từ thiện kiếm cơm, từ thiện quốc doanh, từ thiện kinh doanh. Mày cũng vậy, mày làm bài tốt, mày kinh doanh, mày làm ăn thì mày phải biết. Mày á, đi chùa mày phải cúng chùa, mày giao thiệp thì mày phải chung chi. Mày với mẹ mày không bỏ một cắt cho tao, mày còn hù, mày phong, mày phế, thằng mất dạy. Mày ngồi đó mày lấy của người này mày cho của người kia, tao dọn cơm sẵn cho mày ăn. Mày không có cái room, mày mở phòng ế. Mày không có chỗ ngồi thì Việt kiều nào mà cho mày tiền. Mày không có Việt kiều vô cho mày tiền thì ở đâu ra?
cái thằng Quý Ngọc làm thủ quỹ cho cái nhà mày. Ăn mày giọng mày chia với nó với mẹ mày. Mẹ mày không có tao nâng đỡ với mày, mày ở đâu ra? Hả, thằng phản chủ vong ơn với mẹ mày. Tao với tư cách là một người ân nhân các trang mạng xã hội. Tao là ân nhân của nước Mỹ này. Nước Mỹ nuôi tao không phải là tao ăn cơm nhục nhã. Mà tao là ân nhân của nước Mỹ này. Nước Mỹ bắt buộc phải nuôi tao. Tại vì nước Mỹ nhiều người không biết tao kịp. Vì tao bị á, những năm qua tao im lặng tao không nói. Cái tiền tao nhận, tiền bệnh tật này tao xứng đáng. Tiền bệnh tật này tính ra là tiền công quả của tao làm trên mạng xã hội. Tao ngồi tao cho thời cho thế bao nhiêu năm qua. Hai mươi mấy năm trời kiếm bao nhiêu tỷ Mỹ Kim. Còn lấy tiền bệnh tật mà cộng lại ba mươi mấy năm tuổi xuân của tao. Có mấy trăm đồng bạc tiền á, lẻ há chổi vô mặt tao. Tiền không đủ sốc mà bị lừa đã bị lợi dụng toàn dịch đói. Còn xương với da tàn phai nhan sắc. Tao ăn không đủ mà sốc toàn là mì gói. Những kẻ lợi dụng tao vô ơn trong đó có mẹ con mày. Tao nói thẳng vô mặt mày đó Ngọc Sơn. Từ xưa giờ tao chưa bao giờ có một cái lần nào tao mơ mộng làm vợ làm dâu nhà mày. Tao chỉ có một cái mục tiêu làm từ thiện làm phước. Đưa mày lên cho mày hạnh phúc, cho mày vinh quang. Cho mày nở mặt nở mày, cho mày bằng người ta. Là cái công quả của tao là những gì tao làm. Tao giúp mày, tao cứu mày bất vũ lợi. Tao làm chỉ ba cho mày bất vũ lợi. Tao cho mày con đường đó. Tao soi sáng cho mày đi. Tao giống như một người mẹ thứ hai của mày. Mày đi đâu mày kiếm được một người tốt với tao. Cho dù mày ra xã hội mày có kiếm mẹ nuôi, thì cái con mẹ nuôi của mày cũng chỉ lợi dụng mày. Chực mày có này có kia để nhào vô mày lợi dụng mày thôi. Mẹ ruột của mày còn lợi dụng mày mà. Bắt mày nuôi chồng nuôi con, bắt mày đủ trò hết. Khi mày hoạn nạn khó khăn, mẹ có bao giờ giúp mày cứu mày cái gì? Toàn ngồi bát lấy làm thủ quỹ khoe nổ. Tao cứu mày 17 năm trời tuổi xuân con gái mẹ mày nhảy ra lãnh công nổ. Tao ngồi đây hai mươi mấy năm tuổi xuân của tao mà đâu một cái thằng Lê Anh Tốt nhảy ra nổ. Độ nọ với gieo như kia. Nguyên cái nước nước Việt Nam ăn của tao sốc của tao nhờ vào tao đổ vào trang mạng YouTube Google này. Đổ vào trang mạng bao thốt đổ đi tất cả nẻo đường cả cái nước Mỹ ai tao đổ. Tao đổ ngập mặt chàng hông. Ăn rồi tốt lại bịt miệng bên. Trả thù trả quát. Đồ dốt ớt bạc bẹo. Hôm nay tôi ban tất cả hệ thống internet này và ra xã hội. Từ Mỹ về tới Việt Nam khắp mọi nơi bốn phương tám hướng. Cả thế giới là tôi ban hết. Tôi không có còn cho tôi đổ. Tao không đổ tao cho nữa thì thử xem. Tao thách ngon thì đừng ban kênh của tao nè. Để tao ngồi để tao xem tụi bay tới đâu. Tao bảo đảm tao không làm gì ngoại trừ mỗi ngày tao ăn, tao diện, tao ngủ. Tao lo cái cuộc sống của tao. Tao chỉ mượn cái chỗ tao để kênh tao ngồi tao xem. Tao ngồi để tao thấy từng thằng từng con rất view rõ ràng. Kênh ế trên sạp trên đội. Tao gọi tới cái thiền am bên bờ vũ trụ kia bác vào tao mà có được bao nhiêu triệu view. Hơn 5 triệu cái sạp Ripper. Ghê không? Còn biết bao nhiêu tiền để rồi lừa lọc đợt giao. Tao coi từng thằng từng con. Tao ngồi để tao dọn cơm cho mày. Mày ngồi mày phạt chủ. Mày dốt ớt đất không còn cái kênh nào. Cơm dọn cho mày thì mày không biết ăn. Dọn đường cho mày đi Mỹ thì mày phá. Làm chị ba cho mày thì mày lớn mày làm nhục mày phá. Mở phòng là đâm phá để vợ mà bé bé là để làm cái bầm giang hồ. Đến Việt Nam đứng ngoài đường live show cho mày. Để dẫn dắt cho mày con đường đàng hoàng. Mở cái phòng lớn nhất. Cái phòng đàng hoàng có giá trị dễ thôi không. Mày bé là phá giang hồ. Ngồi YouTube này mở kết cho mày. Lập đường cho mày. Để dẫn dắt cho mày để cứu mày. Giúp mày cho cái nghề nghiệp sự nghiệp của mày. Đã sắp xếp cho mày và đánh hết. Cho mày làm chị ba anh ba cho mày đi trời Tây. Dẫn dắt cho mày. Sắp xếp để đem mày qua bên Mỹ. Phá nát cho mày xóa sạch hết. Đồ mất dạy. Thằng mất dạy Ngọc Sơn mày nghe cho kỹ cho mày. Kỳ này mà mày có chuyện gì tao không có can thiệp cứu mày nữa. Tao giữ cái chị ba là chẳng qua mày có chuyện gì. Tao đại diện, tao cứu mày, tao vớt mày ra khỏi cái dụng lầy hay cái nạn của mày thôi. Thằng khốn kiếp, mày không cần á, tao cho mày đi với đỉ luôn, mày khỏi cần lo. Từ nay trở đi mày có nạn tao không cứu nữa. Mày có chuyện gì tao không giúp nữa. Thằng kia nó vô nhà nó làm gì mày. Kỳ này nó chơi chết mày mà nó có bỏ tù mày tao không cứu mày nữa. Nha mày. Còn cái những con người mà mày ăn của tao, mày sống của tao lên trên cái YouTube này mà còn không biết tôi là ai,
Thằng nào con nào mày thờ cái thằng Lê Anh Tú á, tao đuổi, đừng có lợi dụng tao nha chưa. Tôi dạy người bề trên, bao nhiêu năm nay ăn của tôi, sống của tôi, câu view nhờ vào tôi phi chùa, từ cho trời rớt xuống câu view, câu biết bao nhiêu tiền của Mạnh Thường Quân, câu tiền của YouTube làm giàu. Thằng YouTube Google này làm giàu, cái bao thuốc làm giàu từ trong ra ngoài, chỉ có tôi là thê thảm. Bây giờ tao đói thì đói chung, tao nhục thì nhục chung, hãy kênh tao sập thì sập chung. Ủa mẹ tao nằm đường thì nằm đường chung, vậy đi. Hãy tao khóc thì khóc theo, tao cười thì cười theo, tao vinh quang, tao cấm trong cho ăn theo nữa. Hôm nay tôi chỉ gieo với tôi đổ cho quần chúng fan của tôi. Hôm nay đã hai mươi mấy năm tuổi xuống, tôi bỏ fan ruột của tôi lăn lóc. Tôi có tối ngày tôi làm chuyện bao đồng, tôi mở rộng ra cả cái hệ thống quốc tế chuyện ai đâu. Tôi với thằng Ngọc Sơn anh ba chị ba cái mối tình 17 năm. Tối ngày tôi lo cho cái sự nghiệp của nó, tôi lo chỗ ngồi của nó, tôi lo an ninh cách mạng, tài sản của nó, tôi nay lưng ra tiền bệnh tật. Tuổi xuân thì giờ sức khỏe, những cái lớn lao tôi làm, nó ăn rồi nó nói tiếng quán, nó chỉ chửi trả, nó vô ơn. Mày không cần thì tao cũng chẳng cần, phải ăn rồi tối ngày tò tò đi theo mày. Con đường làm từ thiện của tao bị gian dở, tao sử dụng mày để tao đánh tông dẹp tay. Tao cho mày bị may mắn mày bên cạnh tao thôi. Mày ăn rồi bị ích kỷ, mày không biết hợp tác, mày không biết chung tay xây dựng, làm những chuyện lớn lao cho cuộc đời, cho quần chúng, cho xã hội, cho loài người, cho thế gian. Mày ích kỷ, mày không xứng đáng. Tao chỉ có một mình đánh đông dẹp tay. Tiền bệnh tật của tao, tuy nghèo khi nhìn nó không bao nhiêu, tao nghèo nhưng tao có tự trọng. Tao nghèo nhưng tao không nhục bằng cái thằng Lê Anh Tú xạo đĩ miệng kia, lên làm Bồ Tát giả tạo, lên đây ảo nặng. Tao dọn cơm sẵn dắt cái mặt lên câu view, câu view mấy năm trước chẳng ai biết tới, tự nhiên chúng mắt chó táp phải rồi làm thật. Lên ăn cướp, ăn cắp, ăn ké, ăn bài, ăn bám vào cái công quả của tao, nổ làm của riêng. Một cái lũ ngày nào cũng làm như ghê gớt, trước mắt cái tay dữ muốn ói. Cho nên tôi giái người bề trên, khi mà tôi đã lấy cái thời lại tôi không cho. Tôi lấy là tất cả thì các Việt Kiều nào đang bị gạt, những người ở hải ngoại hãy dừng lại. Nếu nghe được tiếng nói của tôi gọi, ở đây nói ở đây trong kênh, tôi là người ngồi đây, tôi cho cái YouTube này đông có thời có thế. Mấy người muốn gieo duyên, muốn đổ cái gì hỏi tôi nè, chứ không phải để bị gạt. Đổi với tôi không lấy một cắt, không bỏ một đồng nào cho tôi. Chứ đừng ở đó bị người ta lừa, người ta gạt và chạy tới Việt Nam tốn vé máy bay, rồi cung phụng, rồi quỳ mệt, rồi ngu si, khờ dại. Tất cả đang bị sống áo và tự gạt nhau, tự lừa dối nhau như trong cái bao thoát, là đang bị nghiệp nó quật đó. Mà lôi vào cái lũ mà bị quật, bị nghiệp đó đang hại mấy người. Mấy người đang trả nghiệp của cái YouTube đó. Mấy người đang nặng nghiệp, mấy người trả đó. Vài bữa nữa tôi ngồi đây tôi sẽ xem. Kinh nghiệm của đời người của tôi, đầu hai tới tóc gần 60 tuổi rồi, tôi bảo đảm thằng Lê Anh Tú này đang bị nghiệp quật, nghiệp sẽ quật vào nó và gia đình nó. Người đó là quật nữa, nặng nhất là cha mẹ nó, rồi thằng em nó, những người nhà của nó, thằng anh nó sẽ bị. Tôi ý với cái thằng Ngọc Sơn, tôi sẽ kể cho nghe về tâm linh, tôi phân tích cho mà nghe. Hẹn gặp lại những audio kế tiếp. Ý với cái bà Kim Loan, thằng con ham làm vua lên mở rung, rồi bất chấp mà chửi cả tôi. Chửi tôi xong rồi là bắt đầu nghiệp nó quật. Bà mọc xương, bà bị mọc gai ở trong cổ, trong xương của bà hành xác. Tôi ngồi mà nó chửi tôi bao nhiêu ngày thì bà hành xác, bấy nhiêu ngày bà đi nhà thương. Thì thằng Minh Tuệ, thằng Lê Anh Tú cũng vậy, vừa rồi sụp nhau chửi bới, tạo nghiệp nên mẹ của thằng Minh Tuệ mà đi thở oxy, mà nhào vô nhà thương mà bị sưng phổi. Đó là cái tín hiệu y như cái nhà thằng Ngọc Sơn là đang bị nghiệp quật đó. Ai mà chạy theo thằng Lê Anh Tú là bị nghiệp nó quật. Nghiệp quật sòng hết, nghiệp quật dài dài y như cái bao thóp rồi cũng hết. Hãy lấy thằng Ngọc Sơn là cái tấm gương đó, ngồi trước 17 năm kìa. Chị ở đó mà ở đây mà Lê Anh Tú đổi với ngôi sao, với Phật sống nào Bồ Tát. Bồ Tát thì đi lo cho dân, chân tu thì đi lo cho quần chúng, chứ phải đỉ miệng mà nổ. Coi mấy cái câu lắp ráp ở trong phim Tây Du Ký nó xạo xạo. Phụ mẹ đi ăn cắp cái bản quyền Tây Du Ký. Thấy tôi không, tôi mở và Tây Du Ký fan của tôi hát, hát 3 triệu trái tóc thơm. Đồ cái thứ người ta có sẵn 20 năm rồi, một cái thằng quèn lên học cái hàng nhát, đồ cái thứ nhục. Bài đặt cũng nhạc chế rồi ghép vào lòng nhạc Tây Du Ký mà người ta đã có từ kiếp nào trên mạng xã hội.
tôi có để ra cho nghe tí không? Người ta hát vậy tôi, người ta kêu tôi 3 chữ trái tóc tôm đó, cái bài Tây Du Ký mà hát 3 chữ đó có nhục không? Cái thứ hàng nhái Bồ Tát quốc dân, Bồ Tát ảo, Bồ Tát xạo, Bồ Tát nổ của tụi bay. Cái thằng đây anh tốt là cái thằng ăn ké bám vào tao. Mấy cái con ở trong cái bao thoát bây giờ ghê gớm lắm. Hồi xưa chơi ké, ngồi ké ở dưới chặt ai biết. Vào cái thời tôi lo tôi giúp Ngọc Sơn, lo tôi lo trị bệnh, tôi lo đánh cái đám giang hồ mạng bài Việt Kiều, nó mới mọc lên cả lũ. Cái thứ mà lơm cơm tôi chưa bao giờ cần biết thằng nào con nào. Mà đặt lên giọng mở được cái phòng ế, mở được cái động đói. Tôi dư sức tôi mở được cái phòng lại chứ. Mà tại tôi không thèm mở, mở làm gì? Mở làm gì cho cực thân vậy? Đâu có ăn uống tiền bạc gì trên internet đâu. Có duyên tự nhiên nó tới, mình khó khăn, trời cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu. Ơn mưa móc của tôi cũng nhường lại cho các bé sóc, bé thỏ, bé chim ngay cửa này. Cái thùng đồ ăn của tụi nó trước cái đã rồi mới tới tôi. Cho nên đừng bao giờ chửi bậy, chửi bạc. Chửi là nó tát vô mặt những cái nghiệp. Bao nhiêu năm qua tôi ngồi cái bao thóp thời thế là tôi cho quần chúng, tôi cho thằng Ngọc Sơn. Tôi không có ăn uống cái gì cho tôi. Cho cái YouTube này có bao nhiêu cái view là để cho thằng Ngọc Sơn. Mà ăn rồi phá nát hết. Đồ mất dạy. 5 giờ 46 phút buổi sáng ngày 24 tháng 7 2024. Nhận nó làm người yêu, làm chị ba. Tạo cho nó con đường, đem nó qua Mỹ này cho nó bằng người ta, nó nở mặt nở mày. Nó ngồi ở bên Việt Nam nó gạt ngang, nó vi phạm luật của nó làm trò này rồi kia nó phá nát. Cho dù không qua Mỹ thì còn có những chương trình tôi đi đi về về với nó. Nó ích kỷ tới như vậy. Mày ích kỷ thì thôi tao dục mày qua một cái tao đuổi thẳng luôn, mày không cần phải lo. Mày chẳng là cái gì á. Cuộc đời này không có mày, tao chưa bao giờ chết á. Mày sao mày dựa vào tao mà chứ tao phải là tao dựa vô mày đâu. Đời làm người biết điều thì có qua có lại dựa vào nhau mà sống. Còn mày ích kỷ thì kệ mày. Cái phần trời cho mày vô đó là vô đó, tao không có giúp mày sao? Mấy năm qua là tại vì tao giúp cho cái hệ thống internet này. Tao cho là tao cho cái thời, tao độ cái duyên cái thời đó. Đồ mất dạy, ngồi trên đầu súc sanh ngã quỷ, một đuôi tôm. Thấy ở bên này trong nhà lu bu chuyện nhà không ăn diễn, mày kinh người quá đất áo hả? Tấn công hết đứa này đứa kia hả? Đồ mất dạy. Kiếp người là giả nhan sắc rồi cũng về với cát bụi. Đẹp xấu giàu nghèo gì cũng nằm xuống. Đại gia hay nghèo khó gì cũng vô hòm. Giàu sang phú quý hay trắng tay hay vô gia cư, hay bất động sản tiền muôn bạc bể, mỗi người một kiểu. Ai cũng có cái số phận riêng tư. 90 chưa gọi là lành, khoan dội nói là mình hay. Làm cái gì mà tới bức bộ mà phải sân si, mà coi tao như kẻ thù mà trả thù. Mày ban tao thì tao ban lại, tao ban thẳng cái hệ thống internet này, tao ban cái thời là đủ rồi. Tao không đổ nữa thì thử xem có 10 tỷ thằng Lê Anh Tú nào á, thằng đéo nào cũng chẳng có cái tư cách nào. Đâu rồi chị Hằng của tụi bay đâu rồi, sao không đổ cho tụi bay câu view? View ế, đâu rồi? Hết rồi, hả? Cái bao thoát ế đâu, cái thằng đại ca đâu rồi? Thằng anh ba súc vật của tụi bay đâu rồi? Thằng chó chết Ngọc Sơn đâu rồi? Thằng anh ba đâu, sao không cho mấy cái động ế? Hả, động đói, động thú, động giang hồ của tụi bay đâu hết rồi? Ngon vô bởi là động giang hồ đó. Vô làm đại ca tao coi coi. Mở mà không có tôi, không có chương trình, không làm đúng. Công an hốt ngồi tù, mọt gông ở đó mà mở.